Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, các tỉnh ven biển sẵn sàng ứng phó. Ghi nhận tờ báo Tin Tức ngày 16 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công điện số 6851 trên CD BNN DD gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin và truyền thông, ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Hồi 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km/h. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vị tuyến 15-19, phía đông kinh tuyến 118, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Quảng Bình lên phương án chuẩn bị cho mùa bão lụt. Chuẩn bị bước vào mùa bão lụt, tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình thủy lợi. Ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho hay, toàn tỉnh đang tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Theo đó, toàn tỉnh Quảng Bình sẵn sàng kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai năm 2024 về ứng phó với tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, chỉ đạo vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du, nhất là phương án ứng phó với tình huống bão, mưa lũ xảy ra liên tiếp dài ngày. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã sẵn sàng triển khai kế hoạch các địa điểm, khu vực sơ tán đối với dân cư, khách du lịch ở khu vực trũng thấp, ven biển, cửa sông, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực có các sông, suối, xuyên biên giới. Lên phương án kế hoạch dạy và học đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước, trong và sau thiên tai. Khi có tình huống bão, mưa lũ xảy ra, tùy theo từng cấp độ để triển khai các phương án như kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn, sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm, nắm chắc thông tin về người dân đang còn ở trong rừng, kịp thời yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn để phòng lũ quét và sạt lở đất. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức bố trí các lực lượng nhằm kịp thời xử lý đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông trên các trục chính, điện, nước sản xuất, sinh hoạt. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình Trần Hoài Nam đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đê điều trong mùa mưa lũ. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn để thực hiện phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đê điều, phòng chống ngập lụt úng cho sản xuất nông nghiệp dân sinh, ông Nam nói. Tổ chức khoanh vùng xác định cụ thể các diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình nguồn nước, đảm bảo hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đê điều trong mùa mưa lũ bão, đặc biệt quan tâm chỉ đạo an toàn các hồ thủy lợi, đê điều đang thi công
đảm bảo tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ, bảo an toàn đối với các hồ chứa hư hỏng, hồ chứa xung yếu có nguy cơ mất an toàn như hồ Già Lam không tích nước hạn chế các hồ Khe Cái, Eo Hụ, huyện Minh Hóa, hồ Sóc Vực, huyện Bố Trạch, thực hiện vận hành các hồ chứa nước như hồ Rào Đá, huyện Quảng Ninh theo quy trình vận hành được phê duyệt, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ, bão, bố trí nhân lực thường trực tại công trình, thường xuyên kiểm tra an toàn công trình, kịp thời phát hiện xử lý tình huống bất thường theo phương châm 4 tại chỗ. Từ cuối tháng 9, Biển Đông sẽ hứng chịu 1-2 cơn bão mạnh, La Nina đang tăng cường. Ghi nhận từ tạp chí Người đưa tin, theo cơ quan khí tượng nhận định khả năng số lượng bão áp thấp nhiệt đới trong vòng 1 tháng tới ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Dự báo thời tiết mưa to lại tiếp diễn nhiều nơi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo diễn biến ENSO trong 6 tháng tới, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Đặc biệt về hiện tượng ENSO, dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, dự báo hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75%. Nhận định về mùa mưa bão năm nay với lao động, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào những năm La Nina tác động thì diễn biến mưa bão lũ khốc liệt hơn so với những năm bình thường. Gần đây nhất là năm 2020 cũng có kịch bản ENSO tương đồng khi đầu năm trạng thái El Nino và cuối năm chuyển sang pha La Nina. Năm 2020 là năm kỷ lục của nhiều loại hình thiên tai. Dự báo thời tiết về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình nhiều năm có khoảng 5,9 cơn xoáy thuận nhiệt đới hoạt động. Dự báo số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền trong 3 tháng tới có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình có 2,9 cơn và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Điều cần đặc biệt lưu ý trong thời gian sắp tới của mùa bão 2024, cần đề phòng khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm, trung bình có 1,4 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền. Ngoài ra, ông Lâm cũng khuyến cáo trong giai đoạn nửa cuối năm, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về tình hình hải văn, từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 9, do ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Tây Nam, bão và áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện sóng cao 2-3 mét, có lúc trên 3 mét. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024, do ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Đông Bắc và sóng lớn kết hợp với nước dâng cao do ảnh hưởng của bão và áp thấp, nên ngoài khơi vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện sóng cao từ 2-4 mét, có lúc trên 4 mét, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý các bản tin cảnh báo thời gian xa thường mang tính chất dự báo xu thế. Vì vậy, để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hành hàng ngày. Vừa qua, bão số 3 đổ bộ miền Bắc nước ta tại nhiều địa phương khác nhau dù không ghi nhận mức kỷ lục, nhưng cũng hứng chịu một đợt mưa rất lớn như Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Hiện nay, ngày 15 tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây ra mưa rào và dông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Thời tiết ngày và đêm ngày 15 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Hiện nay,
mực nước triều tại khu vực ven biển phía tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Cảnh báo ngày và đêm ngày 16 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Bão Ferdinand gần Biển Đông không loại trừ khả năng thành cuồng phong. Theo chuyên trang báo Lao động, bão Ferdinand ra khỏi vùng VAR nhưng không loại trừ khả năng trở thành bão cuồng phong. Cơ quan khí tượng Philippines, Pagasa, phát đi cảnh báo mới nhất về cơn bão Ferdinand. Theo bản tin mới nhất từ Pagasa, hiện cơn bão này đã rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines, VAR, vào sáng nay. Mặc dù đã ra khỏi vùng biển gần Philippines, bão Ferdinand vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết trong khu vực. Theo báo cáo mới nhất được ban hành lúc 5 giờ sáng, tâm bão Ferdinand hiện đang cách cực bắc Luzon ở nước này khoảng 1.210 km về phía đông bắc, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Cường độ gió mạnh nhất gần tâm bão duy trì ở mức 85 km/h với gió giật lên tới 105 km/h. Pagasa dự báo Ferdinand sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc hướng tới Okinawa, Nhật Bản, sau đó sẽ đi qua biển Hoa Đông. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng bão có khả năng mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới dữ dội trong ngày hôm nay, thậm chí có thể đạt cấp độ bão cuồng phong khi đi vào vùng biển này. Mặc dù Ferdinand đã rời khỏi VAR, gió mùa Tây Nam được tăng cường bởi cơn bão này dự kiến sẽ gây mưa lớn trên diện rộng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Batanga, Mimaropa, vùng Bicol, Visayas, vùng Caraga, Bắc Mindanao, bán đảo Zamboanga, Palm và vùng Babao. Người dân và du khách tại các khu vực này được khuyến cáo cảnh giác với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Ngoài ra, gió mạnh cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực, đặc biệt là các vùng ven biển và vùng cao. Gió giật mạnh có thể đạt cấp bão tại các khu vực nêu trên từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9. Đối với các vùng biển, Pagasa cảnh báo về tình trạng biển động vừa phải với độ cao sóng từ 1 đến 4 mét tại nhiều khu vực ven biển. Người dân và những người đi biển, đặc biệt là các tàu thuyền nhỏ, được khuyến cáo không nên ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm này. Pagasa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Ferdinand và sẽ cập nhật thông tin thường xuyên. Du khách có kế hoạch tới các khu vực trên trong thời gian tới được khuyến cáo theo dõi các bản tin thời tiết mới nhất và tuân thủ hướng dẫn từ chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn trong thời gian này. Bão Babinka không ảnh hưởng đến Việt Nam. Ghi nhận tờ báo Tuổi Trẻ Online, dự báo cơn bão Babinka đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, như vậy về diễn biến cơn bão Babinka đang hoạt động ở Tây Bắc, Thái Bình Dương. Dự báo của các cơ quan khí tượng cho thấy, bão Babinka sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định, từ nay đến hết tháng 9 năm 2024, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, khả năng tập trung vào 10 ngày cuối của tháng 9 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Quốc trong thời kỳ mưa lũ tháng 10 và tháng 11 năm 2024. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trên Biển Đông hiện đang tồn tại dải hội tụ nhiệt đới, rãnh áp thấp, kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh sẽ gây mưa cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đến ngày 16 tháng 9. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Hình thái mưa này không ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ. Dự báo thời tiết Bắc Bộ trong 7 ngày tới chủ yếu ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Riêng giai đoạn từ đêm ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, khu vực Bắc Bộ trong đó trọng tâm là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên một ngày, cục bộ có mưa to trên 50mm trên một ngày.
về tình hình lũ lụt, ngập lụt, sạt lở đất trong những ngày tới. Tổng cục khí tượng thủy văn cho biết, mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình trạng ngập ở vùng trũng thấp ven sông sẽ giảm dần trong những ngày tới. Trong đó, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 8 đến 10 ngày, ven sông Tích khoảng 5 đến 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2 đến 4 ngày, sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày. Khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng, Thái Bình, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn. Trong những ngày tới, khi nước lũ xuống trên các hệ thống sông sẽ có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, nhất là ở những nơi vừa xuất hiện đỉnh lũ cao. Mặc dù hiện nay mưa đã giảm, nhiều nơi không mưa, nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn ở mức cao, đặc biệt trên các sườn dốc ở khu vực miền núi phía Bắc, nhất là Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng. Lý do là mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.